Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Cường Kê Thân. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với tất cả anh em một sản phẩm. Một sản phẩm đến từ thương hiệu mà mình rất là yêu thích, đó là thương hiệu Adidas. Và ngày hôm nay thì sẽ khác hơn mọi ngày một chút, là nói về giày dép, nói về các gọi là các cái áo của Adidas giống như thế này. Thì ngày hôm nay mình sẽ đến với một bộ phụ kiện của Adidas, đó là ba lô và túi rút. Ok, ngay bây giờ thì hãy cùng Cường Kê Thân vào với clip của ngày hôm nay để xem là sản phẩm của ngày hôm nay là gì nhé. Ok, đầu tiên sẽ là sản phẩm túi của Adidas. Thì thực ra là mình cũng không thể ngờ được rằng là tại sao một cái túi như thế này mà nó lại có giá đến tận 1,5 triệu. Thì chúng ta sẽ có ở trên tay một cái túi khá là rộng nhá. Ở phía bên trong này thì nó sẽ có hai cái ngăn. Một cái ngăn ở phía trong là cái ngăn để chúng ta có thể đựng nước hoặc là đựng những cái gọi là những cái vật dụng nhỏ nhỏ. Và cái túi này thì thực ra là nhìn thì nó rất bé thôi, nhưng mà khi mà phồng ra và đút dụng cụ rồi các thứ vào thì nó sẽ khá là rộng như thế này. Thì đầu tiên ấy, khi mà mình đặt mua cái sản phẩm này thì mình cứ hình dung và cứ nghĩ ở trong đầu đây là một sản phẩm mà theo kiểu gọi là túi bao tử kiểu như thế này, nhưng thực ra không phải đâu. Cái túi này chỉ là một cái túi xách lên như thế này thôi. Chúng ta sẽ có một cái logo Adidas được làm rất là đẹp ở đây, một cái logo được in nổi ở trên này. Có một cái điều đặc biệt đó là tất cả các cái khóa của con này này, tất cả các cái khóa của con Adidas này nó đều được gắn thêm một cái dây bằng cao su, như thế này. Và cái dây bằng cao su này thì mình thấy là ở tất cả các cái khóa nó đều có như vậy. Đây, khóa trên và khóa dưới. Chúng ta sẽ có một cái logo ba vạch được in phản quang ở đây. Một cái logo ba vạch. Nói một chút về cái sản phẩm này thì mình thấy là sản phẩm này hơi đắt. Mình phải chia sẻ thật với anh em là sản phẩm này hơi đắt so với cả cái mà mình hình dung. Chúng ta sẽ có một cái quai da ở phía đằng sau như thế này. Và tất cả những cái phần ở phía bên dưới này cũng đều được làm bằng da nhé. Tiếp tục là chúng ta sẽ có một cái khóa khá là nhẹ nhé. Khóa của Adidas thì mình luôn luôn cho rằng là nó được hoàn thiện rất là tốt. Khi mà cái khóa này kéo ra kéo vào rất là nhẹ và cái khóa này khá là to. Đó, chúng ta sẽ có thêm một cái quai ở đây, nhưng mà cái quai này mình không biết là mục đích của cái quai này sẽ là cái gì. Đó, ở phía bên trong này khá là rộng. Và cái túi này nếu mà các bạn mà đi tập gym ý, thì các bạn có thể là kiểu lôi theo đi được, cầm đi nó khá là đẹp. Và cái túi này đang có giá là 1,5 triệu. Chất liệu để hình thành nên cái túi này thì là chất liệu vải dù bình thường. Và theo như mình biết là cái vải dù của Adidas này là vải dù để chống thấm nước. Tuy nhiên rằng là với một cái thiết kế kiểu như thế này và với một cái phụ kiện kiểu đơn giản như thế này mà nó có giá lên đến tầm 1,5 triệu thì mình nghĩ là nó hơi đắt. Chúng ta có thể nhét vừa một cái áo nhìn thì rất là bé thôi, nhưng mà thực ra lại là khá là rộng ấy nhé. Đây, ví tiền, điện thoại, các thứ ở trong này thì chúng ta có thể nhét vào. Và sau khi mà nhét vào ấy thì nhìn lên form của cái sản phẩm này nhìn khá là đẹp. Chúng ta có một cái quai sách ở đây và chúng ta sẽ sách đi sách lại như thế này. Đó, đây là toàn bộ về cái túi của Adidas ở trên website của adidas.com.vn. Hoặc là các bạn có thể đặt mua thông qua một cái link gọi là link Shopee của một cái gian hàng môn ở trên đó. Gian hàng môn của Adidas ở trên đó. Và cũng có khá là nhiều chương trình khuyến mại dành cho cái sản phẩm này. Thì về cơ bản là cái sản phẩm này nó chỉ thế này thôi. Và anh em có thể thấy này, khi mà mình đi ra ngoài mà mình cầm theo một cái túi như thế này, cộng với việc mặc một cái áo Adidas giống như thế này thì nó rất là đẹp. Ok, chúng ta sẽ đến với sản phẩm thứ hai ngay lập tức nhé. Ở đây thì mình lựa chọn, tại sao mình lại lựa chọn sản phẩm ba lô kiểu như thế này, là bởi vì là mình muốn là nó trùng màu với cả cái túi vừa nãy. Và cái ba lô này thì thực sự
Cái túi kia thì mình có cảm giác là cái túi kia nó khá là đắt ấy. Nhưng mà cái ba lô này đối với mình thì thực sự nó rất là đáng tiền. Đáng tiền ở những chỗ nào? Thứ nhất là cái ba lô này khá là rộng nhé. Khá là rộng và khá là to như thế này. Chúng ta sẽ có một cái logo Adidas ba vạch ở đằng trước như thế này. Và chúng ta có thêm một cái logo nhỏ ở phía bên trên như thế này nữa. Tất cả các cái khóa của cái con này ấy đều cho mình một cái cảm giác là nó rất là nhẹ nhé. Chúng ta sẽ có rất nhiều ngăn. Đây, đầu tiên là ngăn ngoài này. Ngăn ngoài này thì chúng ta có thể đựng dăm ba bộ quần áo. Phía bên trong này thì chúng ta có thể đựng cả laptop, la tiếc, rồi iPad. Bởi vì cái ba lô này khá là to. Thế nên là phía bên trong này nó cũng chỉ có một ngăn thôi. Và cái form của ba lô này thì thực sự là rất đẹp. Ở phía đằng sau quai của nó này, nó có thêm một cái logo Adidas ở đằng sau quai này nữa. Nhưng mà nó chỉ có một bên quai thôi. Ok. Cái điểm ăn tiền ấy, điểm ăn tiền ở trên cái này mình nghĩ là những cái chi tiết nhỏ nhỏ như này. Không biết mọi người có nhìn rõ không. Nhưng mà tất cả những cái khóa nhỏ nhỏ như này của Adidas thì nó cũng đều được làm logo dập ở đây. Kể cả những cái khóa kiểu như thế này này. Chúng ta sẽ cùng mở ra nhé. Cái khóa này mở ra rất là nhẹ, đóng vào này. Đấy. Rất đơn giản. Và nhìn cái khóa này có vẻ rất mỏng manh thôi, nhưng mà thực ra là mình đã sử dụng rất nhiều túi và ba lô của Adidas rồi. Thế nên là những cái khóa mỏng này nó vẫn rất là chịu lực rất là tốt và nó rất là cứng. Ok. Chúng ta sẽ có hai cái phần túi dù kiểu túi lưới đằng sau như thế này. Và nó khá là đơn giản thôi. Thì cái túi này có thể nhét một chai nước vào đây. Chúng ta có thêm một cái quai ở phía bên này. Và cái điểm đặc biệt của cái ba lô này là chúng ta sẽ có thêm một cái phần làm bằng da ở chỗ như thế này. Mình sẽ thử nhét quần áo vào để cho mọi người xem cái form của nó như nào nhé. Và đây, như mọi người thấy là khi mà mình nhét 4-5 bộ quần áo vào này thì nó bắt đầu nó lên form ấy. Nó lên form thì cái form của cái chiếc ba lô này cực kỳ đẹp luôn nhé. Chiếc cái form của ba lô này cực kỳ đẹp. Và mình nói thật với cả anh em luôn là với cái ba lô này anh em có thể đựng laptop, MacBook, đựng được khoảng 5-6 cái quần áo nếu mà là quần áo kiểu mùa hè đơn giản bình thường. Và nếu như là quần áo mùa đông thì chúng ta có thể nhét được 2-3 cái quần áo mùa đông vào trong này. Và cái form của nó vẫn rất là đẹp luôn. Và cái ba lô này mình thấy nó rẻ chứ không phải là nó đắt đâu. Với cái chất lượng hoàn thiện ba lô giống như thế này thì với 950.000 mình nghĩ là nó quá rẻ. Cái mà mình thấy đắt ấy, đấy là cái túi này. Cái túi này mình thấy là cái túi này khá là đắt. Bởi vì là mình nghĩ là nó là chất liệu ấy. Nó là cái chất liệu của cái túi này là mình cảm giác là cái chất liệu bằng da này nó sờ rất là sướng và rất là mịn. Tuy nhiên rằng là với một cái túi như thế này mà bỏ ra 1,5 triệu thì mình nghĩ rằng là rất ít người sẽ muốn bỏ ra bằng đấy tiền để mua được một cái túi như thế này. Còn cái ba lô này thì khá là rẻ. Chất lượng hoàn thiện rồi, chất lượng tất cả những cái khóa kia các thứ của Adidas thì từ trước đến giờ mình luôn luôn khẳng định là nó cực kỳ tốt luôn. Và cái ba lô này nó chỉ có giá là 950.000 cho cái ba lô này. Thực sự là đáng để cho chúng ta có thể là thử. Kiểu không phải là thử mà đáng để cho chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta mua. Bởi vì là cái ba lô của Adidas từ trước đến giờ mình dùng mình cảm thấy là nó rất bền. Và đó là một điểm ăn tiền của sản phẩm này. Ok, và cảm ơn mọi người đã đến với clip của Cường Người Thân. Và ngày hôm nay là trên tay và bóc hộp hai sản phẩm của Adidas chính hãng Việt Nam. Mình sẽ để link hai sản phẩm này phía bên dưới nha. Anh em nào thích mua thì có thể qua đó để gọi là xem và qua đó để có thể có thêm cho mình nhiều lựa chọn khác đến từ Adidas, một trong số những thương hiệu mà mình cực kỳ mê và cực kỳ yêu thích. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhớ subscribe kênh của Cường Người Thân nha. À đây, quên mất đấy, nói thêm cho anh em một chút này. Đối với những cái ba lô chính hãng kiểu như thế này thì tất cả những cái ví dụ như là cái tag ở quai này, cái khóa ở bên cạnh này, cái khóa ở trên này, chỗ nào cũng đóng logo. Và để phân biệt được những con ba lô này là chính hãng hay là fake ấy, thì mọi người cứ nhìn vào cái chi tiết hoàn thiện ấy. Và ở trong này, phía trong này nó còn có cả một con tem nữa. Cái túi kia nó cũng có một con tem nữa. Và mình sẽ làm một cái clip kiểu gọi là chi tiết và cẩn thận hơn về cái việc đấy là check túi và check ba lô của Adidas chính hãng như thế nào nhé. Để cho anh em có thể có thêm được nhiều cái kiến thức hơn. Ít nhất là anh em mình có thể trao đổi được với nhau về cái việc đấy là làm nào đấy để có thể lựa chọn được những sản phẩm tốt nhất. Và cảm ơn anh em rất là nhiều đã đến với Cường Người Thân.
Bye bye.